Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè Nam Châu quốc tế. Hôm nay em về thêm được một ít hàng xúc bãi cùng với là loa bãi, những mẫu cao cấp hoặc là mẫu to nhưng giá bình dân. Đầu tiên em giới thiệu với các bác là báo cáo là các bác là có hàng về, còn review riêng và báo giá riêng nha, không để loạn giá lên trước. Chứ hôm trước em đăng lên là cả loa này loa kia, xong là các bác còn hỏi loạn cái giá lên, cái đôi Yamaha 3,2 triệu thì các bác là cứ đọc là cái nôi loa trắng 3,2 triệu, kêu các bác vui tính thế cái chuyện này. Rồi ok, thì trong hôm nay thì em sẽ giới thiệu qua với các bác là đầu tiên là về được là xúc đơn 50 thì về được 3 chiếc nhé. Cái này bán theo trước thôi, giá rất là rẻ thôi, giá chỉ ngang với cái hàng mới, hàng gióng thôi nhưng giá rẻ hơn. Con này là NN John Nichen đấy, tức là xúc N à, M, đây là xúc M nhé. Vậy là xúc M bát 50. Thì đây là cái bát 50. Thùng theo kiểu là Martin. Đấy, thùng nó giống cái này này. Đấy, thùng giống cái này, những cái khác cái lưới, lưới nó cong. Martin bát 50. Đấy nhá. Bát 50. Gân 3 và gân phải tẩm dầu màng chống nước. Đấy. Con này đánh tiếng khá là mềm. Và em về thêm được là về thêm 2 cặp, tổng cộng 12 cặp. À 13 cặp, à 12 cặp. 12 cặp nhá. Thì về tổng cộng đây là có một cặp trước này. Đây là hai cặp nữa, là về là 3 cặp rồi. Đấy. Đây nhá, súp thì còn con này em chưa bóc, cái này em sẽ bóc xong, review xong. Đây là cái mặt lưới của nó đây này. Thấy chưa? Đây là cái phần hậu của loa súp. Hậu của loa súp model là S18 Professional Speak System. Ranter Power 800W Imlac 8 ohm input speak cộng 1 cộng 1.1. Cái quy Rephone là 35Hz đến 150Hz. Đấy, nó có thế thôi, nó có series IMEI gì đâu mà. Giá bình dân nhá. Cái này thì em báo cáo thật với các bác là giá bình dân. Đấy. Dòng này thì cao cấp này. Một đôi này thì em báo cáo rồi. Đấy, và tiếp theo em về thêm được nắc. Loa nắc bass 40 dòng Mercury Dancer, tức là dùng cho ba vũ trường nên là trên nóc của nó là có cái khuy để treo. Dòng này thì em có 6 đôi. Đấy, về nó móc cả lưới vào này. Đây là hàng em nói thật nhá. Anh em chúng em là 3-4 thằng nó bắt tay chung với nhau thì ôm được nhiều hàng này. Nhưng là review thì cứ lấy ít một đã. Bây giờ các bác xem nhà em chặt, dây riếc các cái này em bê hết sang kho rồi chứ không thì không có chỗ mà quay đâu. Vang này thì có khách đặt em ở đấy. Vang này còn nhiều nha, Chipad 580 còn nhiều. Giá con này rất là rẻ thôi. Giá này rất là rẻ. Cái này em không review đâu, trên mạng có nhiều rồi. Các bác nào thích thì em sẽ lấy thôi coi. Đây là nắc. Nắc Sonic Sonotion này. Đó, bass 40, lưới nó có mõm mà. Dòng này là dòng Mercury Dancer nên là trên nóc của cái loa là có hạ cấp để các bác trồng loa lên trên nhau. Mà cũng có thể là các bác đặt nằm ra là monitor kiểm tra. Em sẽ quay cho các bác xem cái mặt sau. Ui, con loa này nặng lắm. Đây. Con loa này nặng lắm. Cái này thì trước em có review rồi nhưng hôm nay mới về chính thức xác là về cửa hàng review chi tiết. Model là TH15, 15 inch highway nano speak 500W RMS 8 ohm. Đấy. Nắc Sonic Sonotion này. Đấy. Các bác vào website là www.nax-pro.com. Đấy là vào website của cái loa nắc này, nắc Sonic Sonotion. Tức là cái dòng như nắc ấy thì nó có mấy đời này. Nắc không thôi thì nó khác này. Nắc audio lại khác này, nắc Sonic Sonotion này thì nó lại khác một chút nữa, bởi vì những cái dòng mà có đuôi Sonic Sonotion thì là nó dùng cho ba vũ trường, dùng đánh chuyên nghiệp, đánh gọi là đánh với những người nghe hệ cao cấp này. Đằng sau nó cũng có khuy treo này. Đấy, một khuy đằng sau này, hai khuy trên nóc này, không biết là dưới đáy nó có cái khuy nào không. Đấy, thì em sẽ lật nghiêng một tí, nghiêng một tí thôi để xem ở dưới đáy nó có cái khuy nào không. Dưới đáy thì không có, dưới đáy thì nó có một cái lỗ cọc để các bác đặt lên trên cái bộ chân cọc hết phim. Đấy. Nắc Sonotion.
những dòng loa chuyên nghiệp, chuyên đánh ba vũ trường. Các bác mà chơi những dòng này đánh ngoài trời rất là hay. Đấy, siêu nổi, gọi là super lời. Con này thì bát 40 từ 19 con 76 và tép là từ 17 con 76. Đấy, tép từ 17 con 16 nhưng bát lại từ 19 con 16. Dòng này đắt tiền đấy nhá, không phải hàng rẻ tiền đâu, nó rất là đắt tiền. Đấy, đắt cực kỳ luôn. Đây, hai đôi này nó sẽ đắt hơn một đôi này. Một đôi này nó đắt tí nữa thì bằng hai đôi này. Đấy, báo giá sau nhá. Cứ báo cáo các bác là có hàng về. Thì đây là loa về em mở ra kiểm tra thì bát là còn tương đối mới, chưa làm lại, chưa vệ sinh nên là vẫn còn nguyên trạng. Đây có mấy cái lưới đây, em sẽ đẩy lại cho các bác xem đây. Đây, lưới của nó là nam châm nó hút. Đấy, đây nữa, H Acoustics. Đó, đưa nam châm nó hút cành cạch cành cạch. Đấy, các bác thấy chưa, H Acoustics. Ok, video giới thiệu thì đến đây là tạm thời kết thúc. Hẹn các bác trong clip review chi tiết từng sản phẩm một. Tôi báo cáo các bác là có hàng về, còn review thì phải review sau. Review chi tiết để các bác nắm bắt được rõ thông tin cần thiết để các bác có thể tìm mua. Ví dụ như các bác muốn mua con súc này thì em phải review chi tiết là tần số đáp ứng, thông số, công suất, các bác dùng đại nào đánh được, dùng không gian ngoài trời, trong nhà như nào, nói chi tiết thì các bác mới có thể phù hợp với khả năng sử dụng thì mới mua. Chứ không cứ đọc giá cái loại này các bác không mua thì các bác mua gì nữa. Nói kiểu ý không ai mua cả, nói thật. Những cái hàng gọi thanh lý thì mới nói được cái câu ý. Còn những cái này là phù hợp với khả năng tiêu dùng, phù hợp với khả năng các bác sử dụng như nào thì em sẽ thông báo. Ví dụ dòng NAC kia thì các bác có thể làm tiệc cưới, hai cặp đánh điểm, đánh đi đây. Hoặc là các bác đánh kiểu đám cưới nhưng mà sân nhà người ta sân nhỏ, sân bé thì các bác chỉ cần một cặp này thôi. Một cặp này quát tiếng rất là rõ ràng, sắc nét chi tiết luôn, siêu nổi. Các bác đặt cao lên, đặt lên trên chân cọc, hoặc là các bác đặt một chiếc này lên trên súp này, sau đó là đặt một chiếc nữa lên trên nóc nữa, nó qua trò thì cứ phải là nhức người luôn. Và dòng này thì là em đã nói rồi, Mercury Dancer nó có khuy treo, các bác có thể treo lên hai khuy trên nóc và một khuy ở đằng sau. Các bác có thể treo cái loa này lên. Đấy, những dòng cao cấp thì nó mới có khuy treo này. Đấy, đã có khuy treo này, còn hạ lỗ chân cọc nữa thì các bác không được sợ. Đấy nhá, thông báo là các bác thế, còn là review chi tiết em sẽ tháo sau. Đấy, đây súp đây 50 từ 2100. Con loa này thì là đưa thôi, cái này cũng báo giá sau, báo chi tiết sau. Con này thì báo trước là 7,2 triệu rồi. Còn súp này và nắc thì em báo giá sau nhá. Loa nắc ở trong kia, súp này em sẽ báo giá sau, báo chi tiết lần sau. Đấy. Ok, các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để biết thêm thông tin về sản phẩm. Các bác săn đón thì mua những sản phẩm gì, bên em sẽ cố gắng có cập nhật những cái hàng phù hợp với khả năng tiêu dùng, chuyên những hàng cao cấp. Những hàng nhỏ nhưng phải cao cấp, còn những cái hàng to nhưng giá nó phải vừa tiền. Đấy, tức là nói chung là cũng phải vừa vừa thôi. Ví dụ những hàng sự kiện thì em sẽ lựa chọn những hàng nó vừa vừa, rẻ rẻ. Và những dòng sự kiện cao cấp thì em cũng có nhưng mà nó đắt nên là nhiều các bác không đủ sức để mua. Mới thứ hai là khả năng tài chính của các bác thì các bác sẽ là lựa chọn những cái hàng đắt thì các bác mua những cửa hàng to hẳn. Còn những cái cửa hàng gọi là còi xương suy dinh dưỡng như bên em thì chưa chắc các bác đã vào chơi. Nói chung là sẽ có một sự lựa chọn nào đó. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.